rủi ro là nó bao hàm trong cả cuộc sống. Những gì các bạn thấy hàng ngày đều có rủi ro hết. Khi mà tài sản của các bạn giảm đi 30%, bạn kiếm 43% mới hòa vốn, trong khi mất luôn cả chi phí cơ hội nữa. Các bạn mất đi 50% giá trị thì các bạn phải tìm lại lợi nhuận 100% và chi phí cơ hội mới hòa được vốn. Vậy thì rủi ro nó xảy ra khi nào? Thì nói về rủi ro nó nhiều lắm các bạn. Một lãnh đạo công ty mà sai lầm chiến lược nó cũng bị. Rồi tự nhiên chính phủ hay là cơ quan pháp luật đó, người ta ra một cái văn bản pháp luật nào đó cũng là một rủi ro. Nó hiện diện khắp mọi nơi. Tài chính của một công ty cũng là rủi ro. Thị trường tài chính lãi suất cũng là một rủi ro, nó ảnh hưởng rất nhiều. Thì chỉ có mình hiểu biết doanh nghiệp rõ, mình mới quản trị được cái rủi ro đó.